liên quan đến thảm họa dẫm đạp tại Itaewon khiến 156 người thiệt mạng. Mới đây, giới chức Hàn Quốc cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ dẫm đạp tại Itaewon. Đang nói trong tâm cuộc điều tra đang dồn vào hai sĩ quan cảnh sát cấp cao phụ trách khu vực này khi họ vắng mặt bất thường trước khi vụ việc xảy ra. Theo đó, đã có hàng chục cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện để cảnh báo về mức độ nguy hiểm của tình trạng đông đúc quá mức ở Itaewon vài giờ trước khi xảy ra vụ dẫm đạp. Nhưng cảnh sát hầu như không làm gì để ngăn thảm họa, khiến ít nhất 156 người thiệt mạng chủ yếu ở độ tuổi 20. Ngày mùng 4 tháng 11, dư luận Hàn Quốc càng sôi sụp sau khi cảnh sát thừa nhận cảnh trường quốc gia Jun Hee-kun mất liên lạc vào thời điểm xảy ra sự cố vì ông đang ngủ trong khi đang có chuyến thăm thành phố Jecheon ở miền Trung, cách thủ đô Seoul khoảng 120 km. Hai giờ sau đó, quan chức này mới biết về vụ việc. Hai sĩ quan cấp cao đang trở thành trung tâm của cuộc điều tra là Lee Im-jae, cảnh sát trường đồn cảnh sát Yongsan, phụ trách khu vực Itaewon, và Ryu Mi-jin, người chịu trách nhiệm giám sát lực lượng cảnh sát đô thị seoul cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc quyết định điều tra hai người này ryu bị cáo buộc lơ là nhiệm vụ vì không nhanh chóng nhận ra tình hình khẩn cấp để báo cáo lên cảnh sát trường seoul và phòng tình huống của cơ quan cảnh sát quốc gia lee bị cáo buộc phản ứng chậm với sự cố và báo cáo lên cấp trên quá muộn cả hai đều bị đình chỉ nhiệm vụ cuộc điều tra đang tập trung làm rõ hai sĩ quan cấp cao đã đi đâu khi vụ dẫm đạp xảy ra và có phải sự vắng mặt của họ làm xáo trộn hệ thống báo cáo của cảnh sát vào đêm 29 tháng 10 hay không. Theo Yunhap, các thông tin cho thấy hai người này đều mất liên lạc khi vụ dẫm đạp bắt đầu xảy ra vào lúc 10 giờ 15. Lee có mặt ở hiện trường Itaewon không lâu sau khi thảm họa xảy ra, nhưng sĩ quan này làm gì và ở đâu trước khi sự cố bắt đầu vẫn là điều chưa được làm sáng tỏ. Giới chức cho rằng Lee đáng lẽ phải có mặt sớm hơn. Từ sáng sớm đến 9 giờ tối hôm đó, cảnh sát trưởng đồn Yongsan chỉ đạo chiến dịch đối phó với hàng loạt cuộc biểu tình dân sự ở một số khu vực của phường Yongsan. Nhưng Ly ở đâu trong khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi đến hiện trường vụ tai nạn đang là vấn đề nghi vấn. Câu hỏi quan trọng nhất là vì sao mà đến tận 11 giờ 34 phút, sĩ quan này chỉ báo cáo lên cảnh sát trường Seoul là Kim Quang Ho, khiến chỉ huy ở cấp cao nhất không nắm được tình hình trong suốt 1 giờ đồng hồ. Đến khi ông Kim được thông báo về tình hình, vài chục nạn nhân đã rơi vào tình trạng tim ngừng đập. Trong khi đó, Ryu đáng ra phải giám sát tình hình ở phòng tình huống của cảnh sát Seoul, nhưng không có mặt ở văn phòng vào thời điểm sự cố thiệt mạng người nghiêm trọng xảy ra. Cũng trong ngày mùng 4 tháng 11, một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết, đường dây nóng kết nối các chính quyền khu vực với cơ quan cảnh sát, cứu hỏa và lực lượng bảo vệ bờ biển không hoạt động bình thường trong đêm đó vì thiếu đào tạo trước. Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết, đã tiến hành triệu tập 85 người, gồm cảnh sát đã chứng kiến thời điểm xảy ra vụ thảm họa dẫn đạp tại khu phố Itaewon, quận Yongsan, thủ đô Seoul vào đêm 29 tháng 10 vừa qua. Trong số những nhân chứng được triệu tập có 4 cảnh sát, 14 chủ kinh doanh gần khu vực xảy ra thảm họa và 67 người bị thương. Cơ quan điều tra đang tiến hành tái hiện lại tình huống vụ việc thông qua lời khai của nhân chứng và video trích xuất từ 144 camera giám sát CCTV thu thập được. Ngày mùng 3 tháng 11, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nói rằng sẽ cân nhắc nhiều lựa chọn khác nếu cuộc điều tra nội bộ của cảnh sát không thể xoa dịu dư luận. Đảng dân chủ đối lập đang kêu gọi quốc hội mở cuộc điều tra, còn Đảng quyền lực nhân dân cầm quyền đòi khôi phục quyền điều tra công tố bằng cách sửa đổi luật liên quan. Cùng với đó, thủ tướng Han Duck-soo cho biết chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ chi phí điều trị và hoàn tất tổ chức tăng lễ cho các nạn nhân, cũng như dồn toàn lực để thiết lập phương án cải thiện cơ chế, đề phòng phát sinh các thảm họa tương tự như đối sách đề phòng tai nạn do tập trung đông người. Abhigya Anand được ca ngợi là một thần đồng khi có thể nói được năm thứ tiếng. 14 tuổi đã có văn bằng tốt nghiệp sau đại học, đồng thời nổi bật với khả năng chiêm tinh học. Nhờ chiêm tinh, thần đồng 16 tuổi này có thể dự đoán được tương lai và những sự kiện sắp xảy ra trên thế giới. Ahigia Anan được cho là từng dự đoán chính xác đại dịch COVID-19, cuộc xung đột Nga với Ukraine, sự thất thường của tiền mã hóa hay một số thiên tai trên thế giới. Mới đây nhất, người ta cho rằng Ahigia Anan đã tiếp tục dự đoán chính xác hai sự kiện rất được truyền thông thế giới quan tâm trong những ngày qua. Đó là thảm kịch dẫm đạp tại lễ hội Halloween ở khu Itaewon, Hàn Quốc – và thảm kịch sập cầu tại Mobi, bang Gujarat, miền tây Ấn Độ. Sở dĩ một số người tin như vậy là vì vào ngày 20 tháng 10 vừa qua, thần đồng tiên tri Apigia tiên đoán rằng trong hai tháng tới thế giới sẽ có 12 quả bom chưa nổ. Theo Apigia, do năng lượng âm kép của sao hỏa và la hầu cùng với sự kết hợp giữa sao mộc và sao thổ sẽ khiến tình hình thế giới rơi vào trạng thái không ổn định. Chưa đầy 10 ngày sau, lời tiên đoán của Apigia được cho là ứng nghiệm khi lần lượt xảy ra hai thảm kịch kinh hoàng ở Hàn Quốc và Ấn Độ. Đầu tiên là thảm kịch xảy ra vào tối ngày 29 tháng 10. Khi ấy, lễ hội Halloween được tổ chức tại khu Itaewon Sầm ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Theo ước tính, hơn 100.000 người từ nhiều nơi đổ về Itaewon để tham dự sự kiện này. Không ai có thể ngờ, sự kiện này đã trở thành thảm kịch tồi tệ khi mà ít nhất 156 người tử vong vì bị dẫm đạp và hơn 100 người khác bị thương. Sang đến ngày hôm sau, 30 tháng 10, gần 500 người tham gia lễ hội tôn giáo Diwali đi bộ qua cây cầu treo, gần 150 tuổi ở thị trấn Mobi, Ấn Độ, thì bất ngờ rơi cáp đất. Hậu quả là nhiều người rơi xuống nước. Dù được lực lượng cứu hộ tới để giải cứu, nhưng tính đến hiện tại, 135 người đã thiệt mạng trong thảm kịch sập cầu treo trên và hàng chục người khác được điều trị trong bệnh viện. Sau khi xảy ra hai thảm kịch kinh hoàng khiến hàng trăm người thương vong trên, một bộ phận dư luận cho rằng 12 quả bom sắp nổ mà APGia dự đoán đang dần ứng nghiệm. Do vậy, họ tò mò không biết liệu 10 thảm họa kinh hoàng nào sẽ xảy ra trong 2 tháng cuối năm 2022. Có thể nói nhờ vào khả năng chiêm tinh của mình, Abhigya Anan đã đưa ra nhiều dự đoán về các sự kiện trong tương lai và rất nhiều lời tiên tri đã trở thành sự thật, khiến tất cả mọi người sừng sốt. Mới đây, Abhigya Anan tiếp tục đưa ra những dự đoán cho tương lai. Thần đồng này cảnh báo rằng thế giới đang chịu ảnh hưởng của năng lượng âm kép, bao gồm hiện tượng Kansapra Yoga mặt trời, mặt trăng, sao hỏa, sao kim, sao mộc, sao thổ và sao thủy sẽ nối thành một đường với nhau và sự kết hợp giữa sao hỏa với sao thổ. Những hiện tượng chiêm tinh này là điểm hung sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến trái đất. Theo Abhigya Anand, cuộc khủng hoảng địa chính trị giữa các quốc gia trên thế giới và cuộc chiến đại dịch COVID-19 vẫn còn dai dẳng, chưa thể kết thúc. Thần đồng Ấn Độ cho rằng những cuộc khủng hoảng địa chính trị trên quy mô lớn có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Abhigya Anand cảnh báo rằng, thế giới hãy cẩn thận với những người đang nắm quyền. Bởi thế giới là một, là một đại gia đình, không ai có thể làm đảo lộ sự cân bằng. Vì vậy hãy coi chừng giới tinh hoa xấu xa. Thần đồng tiên tri Ấn Độ còn cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine không chỉ là vấn đề giữa hai quốc gia, mà còn liên quan đến vấn đề địa chính trị trên toàn thế giới. Abhigya Anand cho rằng, việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ không diễn ra nhanh chóng, nhưng nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh thế giới thứ ba là có thể xảy ra vào năm 2029. Bên cạnh đó, Abhigya Anand cũng nhấn mạnh rằng khủng hoảng dịch bệnh, khủng hoảng địa chính trị, khủng hoảng khí hậu và khủng hoảng năng lượng là những vấn đề nghiêm trọng mà thế giới phải đối mặt, nhưng không thể giải quyết trong một sớm một chiều, mà cần sự chung tay giúp sức của tất cả mọi người. Lần gần đây nhất, Abhigya Anand được cho là đã dự đoán đúng về trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra tại Nhật Bản. Sau khi đưa lời cảnh báo, sẽ có một sự kiện lớn xảy ra vào ngày 16 tháng 3. Trận động đất rốt cuộc đã xảy ra, làm rung chuyển bờ biển tỉnh Fukushima ở vùng đông bắc của Nhật Bản, khiến nước này thậm chí phải đưa ra cảnh báo sóng thần. Một loạt những dự đoán chính xác về vận mệnh thế giới đã khiến tên tuổi của Abigail Anand nhanh chóng được nhiều người biết đến, và cậu bé sớm gia nhập hàng ngũ của những nhà tiên tri đại tài. Một số người còn so sánh cậu với nhà tiên tri Mù Vanga.